Thì hôm nay Đại Đức Phúc sẽ chia sẻ cho chúng ta về vấn đề ăn mặn chay á, thì trong cái động vật thì chúng ta cũng hiểu rồi. Thì muốn tồn tại loài người thì phải động vật là thức ăn cho con người. Mà muốn động vật tồn tại thì loài người phải bị tiêu diệt. Thì muốn loài người bị tiêu diệt hay là chúng ta muốn thực vật bị tiêu diệt? Thì tất cả muốn cho tồn tại được loài người, mà loài người có thể sống và động vật chết, và động vật có thể là chúng ta gây giống ra được, giờ là nhân tạo nè, khoa học, có thể là cá có thể gây giống ra, có thể nhiều như động vật như tôm, tép, bất cứ động vật gì, giờ người ta có thể lấy những cái khoa học bằng ống thủy tinh, rồi bằng thuốc hóa học, có thể ta những cái động vật đó có thể gây giống ra và tạo giống ra có thể nhiều động vật nữa. Một con có thể hàng vạn, hàng ngàn con vật nó sẽ sinh sôi nảy nở ra được. Nên chúng ta muốn tồn tại loài người, muốn ăn được nhiều thì con người phải gì? Phải nuôi và phải gây giống ra thì sẽ có đồ ăn và có đầy đủ. Thì loài vật không thể nào mà tiêu diệt và không bao giờ mà có thể mất mãi mãi, và loài người có thể tiêu diệt được. Vì loài người chúng ta, con người sinh ra tồn tại nó không bằng các thực vật động vật đâu. Cây cỏ hoa quả cũng vậy, cũng chúng ta giờ chỉ cần mùa mưa xuống là có thể là xanh sôi nảy nở liên tục. Chúng ta nhổ, chúng ta tiêu diệt, dùng thuốc và chúng ta chặt khóa thì chặt rồi thì cây khác nó cũng mọc lên nữa. Nên vấn đề chúng ta sống thì giờ nói là muốn loài người tồn tại hay động vật tồn tại, mà loài người tại sao ăn động vật? Thì chúng ta thấy nghĩ là người ăn để mà sống, mà sống mà để ăn. Thì con người chúng ta nói có thịt mới vật được đạo, mà nếu con người mà không ăn thì làm sao sống? Giờ chúng ta không ăn thịt động vật thì chúng ta ăn cái gì giờ? Rồi vấn đề giờ động vật mà nó nhiều quá thì đi tới đâu cũng đụng những thực vật, động vật nó sống lai láng hết. Nếu con người mà không ăn nó không sợ mình, nó không tránh xa. Rồi những cái động vật dữ đi thì chúng ta thấy người là nó vô tử, nó muốn xé ta rồi ăn thịt ta thì chúng ta làm gì? Vì chẳng hạn như giờ chúng ta mà mới nói tồn tại những loài mà con vật lớn mà người ta không ăn đi, thì động ta loài người cũng có là sinh lão bệnh tử, thì động vật nó cũng có sinh lão bệnh tử, nó cũng dẫn bệnh rồi nó sẽ chết. Có những loài vật sống ngắn hạn, có những loài vật sống rất là yếu, rồi những động vật sống rất là dài 3 năm, dài 3 tháng, có động vật dài chục năm. Thì chúng ta thấy loài người là sống khổ nhất và sống dài nhất, và loài người có thể có trí tuệ, làm được nhiều việc và có thể giúp được nhiều cái phương tiện trong cuộc sống và xã hội. Còn loài vật nó sẽ vô tri vô giác, và nó có những động vật nó sẽ biết được và những động vật nó không biết được. Thì chúng ta không thể là so loài người như loài vật. Chẳng hạn như có nhiều người thích nuôi mèo, nuôi chó, nuôi khỉ, nuôi khỏ, nuôi dê, nuôi cá, nuôi bò, nuôi trâu. Thì loài người chúng ta thích một loài vật nào đó thì chúng ta coi như là một người thân trong gia đình, như người bạn thân của mình, lúc nào cũng quý trọng và bên cạnh cái loài vật đó. Chẳng hạn như loài người giờ thích nuôi mèo đi, thích nuôi chó đi, cứ mỗi lần ăn cái gì là nhớ tới xương cho chó ăn, rồi bữa nay đi chợ mua gì về cho chó ăn. Rồi những người quý chó quý mèo là thường thường mua cái lồng, rồi cắt cho căn nhà nhỏ nhỏ để cho chó ngủ, rồi mua mền, mua đồ những vật dụng để cho chó có thể ăn và cho ngủ, có mền, có gối, rồi nhiều con chó, nhiều con mèo, rồi may quần áo cho nó bặn nữa. Thì chúng ta thấy giờ có nhiều động vật thú cưng. Thì chúng ta không thể so sánh và quý trọng loài vật mà quên đi quý trọng loài người. Và loài người là chính là những người cha, người mẹ của mình, và loài người cũng là người anh, người bạn, là người thân thiết của mình. Thì chúng ta sống thì thiết nghĩ rằng thì loài người chúng ta lại sao không yêu, không quý, mà lại chúng ta ghét loài người mà lại thương loài vật. Có nhiều người nó không tin nuôi con vật nào, chúng ta đụng cái la cái là người chủ đó chữ liền và họ muốn quýnh cái người con người. Tại sao chúng ta quý động vật hơn quý con người, và chúng ta không tôn trọng loài người, và loài người chúng ta không giúp đỡ mà thấy loài vật đói hả này kia mình cưng, mình chịu và mình cho. Thì chúng ta thấy nhiều người cha mẹ thì không bao giờ nhớ thương
chăm sóc ngày nào cơm nước, mà chó với mèo hoặc một số động vật nào chúng ta hết đi. Cứ có một số người nuôi cá, nuôi chim, rồi nuôi chó, nuôi mèo, nuôi hổ, nuôi con gì đó mà chúng ta hết. Cái đi đâu cũng mua về cho vạc, rồi cho con vạc nó ăn, rồi chăm sóc từng ly từng tí, không dám ăn, không dám ngủ, lo cho những động vật đó.